Đáp ứng nhu cầu khám và điều trị ngày càng lớn của người dân, cũng như yêu cầu ngày càng cao trong chẩn đoán và điều trị, hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã chính thức đưa vào vận hành thường quy hệ thống máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla. Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla với những phần mềm cập nhật mới nhất hiện nay có thể tích hợp công nghệ AI để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán một số bệnh lý đặc biệt. Là chiếc máy hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, khi được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ đem lại những hiệu quả tối ưu trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Có cái ưu điểm là đưa ra cái hình ảnh rất là sắc nét, rất là rõ và từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác để cho các bác sĩ điều trị chính xác và hiệu quả. Ngoài ra thì hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla này là cập nhật những cái phần mềm mới, phần mềm tiên tiến ở trên thế giới để ứng dụng vào trong việc chẩn đoán và điều trị, và đặc biệt là chẩn đoán những cái bệnh lý chuyên sâu về thần kinh chẳng hạn, về ung bướu chẳng hạn, về cơ xương khớp chẳng hạn. Thì lúc đấy thì khi mà chẩn đoán rõ ràng rồi thì đưa ra những cái thông tin rất là chính xác và rất là cụ thể. Ngoài hệ thống cộng hưởng từ 3.0 đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng thường quy, trong tháng 4 của năm 2024, nhiều thiết bị y tế khác như máy Spec CT thế hệ mới dùng trong lĩnh vực ung bướu, máy CT 640 dãy, máy lọc máu, máy thở thế hệ mới cũng sẽ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đầu tư đưa vào phục vụ công tác khám chữa bệnh, giúp người dân tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận sớm được tiếp cận với các trang thiết bị chẩn đoán và điều trị tiên tiến hiện đại.